Lâu lâu ủi cào thế. Anh Dũng ơi, vào Gia Lai chơi anh. Ủi cào, cảm ơn Nguyễn Anh Thư nhá. Anh hóa thật Nguyễn Anh Thư này này, những cái lời mời của em và cũng rất là nhiều anh em khác ở các tỉnh, anh rất là trân trọng. Anh em cũng nói với anh Thư này này, ngày xưa mà em mời này thì anh có thể nửa đêm anh lên đường rồi. Bây giờ cái cuộc sống ấy thì nó không như xưa nữa. Em hiểu không? Anh bây giờ người ta cũng chắc là nhiều người biết là anh mới về cũng bao nhiêu năm xã hội rồi, chẳng còn cái gì nữa cả em ạ. Nếu mình vì mình không giữ được ấy, mình chẳng còn gì luôn. Đâm ra bây giờ chẳng còn gì cả, mà cơ hội làm giàu thì bây giờ không còn nữa. Anh em biết là thật sự luôn. Ok em trai Bùi Tiến Sinh nhá. Bạn Bí Long ơi, đừng chào đầu gấu đầu mèo gì bạn ơi, gấu thì để hút mật nhá. Còn đừng nói đầu gấu đầu mèo, thì tôi đang nói chuyện là tình cảm anh em tí. Ra để làm giàu đến đời như tôi bây giờ là không còn nữa, vì này che già măng mọc, anh em hiểu không? Phải để cho các con các cháu nó tài giỏi hơn mình nó lên đấy. Còn những lúc thằng Bi Long này mày phê đó à, bạn Phạm Phạm thôi bạn ơi, bạn nói cũng có gì, bạn ấy có nói gì ấy quá đâu, mình thì thôi cũng không nên gì nhau cả. Thì thật ra đến lúc này làm giờ là mình không còn nữa bạn hiểu không, mà chỉ còn một cái mỗi một tí gọi là tư cách, gọi là thật sự tư cách của xã hội là mình sống không lừa đảo ai, không ăn không của ai, cũng không dạy dỗ các em từ ngày xưa giờ là mắt dậy hay là gì, hoặc là kiếm mồ hôi nước mắt trên của các em. Thế nên là tôi còn mỗi một cái đấy đến cuộc đời gọi là bây giờ. Thật ra này, còn một bao nhiêu anh em đây này, gần chục anh em đây ở tôi đây biết này, cũng không mong gì làm giàu, mà cũng chỉ có để bán hàng và lãi những cái gì nó rất là nhẹ nhàng để cho mọi người cùng hưởng. Các bạn mua các bạn cũng thấy hài lòng về những cái chuyện giá cả và chất lượng, và các em thì cũng có miếng cơm. Chứ nói để làm giàu thì không còn thiết tha gì để làm giàu nữa cả, vì cái tuổi của tôi là bây giờ nó là về hưu rồi. Ôi giời, cầm đầu của Đơn Phương em trai ơi, thôi anh ơi chấp ba cái bọn là này nọ làm gì. Không, anh đang nói chuyện thôi em ạ. Anh em mình thì hiểu nhau là chính. Thật ra là trong những cái buổi live stream như này ấy, thì các bạn xem bình luận ấy thì gần như không có những cái gì để mà chê trách được cả. Nói thật thì mình sống cái gì đúng việc đấy, cũng như Tuấn Phương đang nói, chắc em lấy đây cũng phải đến hàng trăm hàng chục sản phẩm rồi đúng không, mà anh cũng không để tự các em cảm nhận thôi, cũng như lời anh nói ra thôi, chứ anh không muốn bảo là cái gì cái của anh tốt hay là cái gì cả rẻ đấy. Ok bạn Út Loan anh ơi, đừng bận tâm về mấy bọn nghe bọn nói thật. Út Loan này, để mà nói như Út Loan ấy, anh một lời nói em, anh công nhận là chuẩn. Vì này, nó thấy mình hơn một tí là nó khó chịu, nó không bằng lòng. Mà trong đó mình rất là đàng hoàng. Đấy, cứ thấy để nếu sống là một con người, mình không dám dạy bảo ai cả, khôn hơn ai cả, mình rất là ngu. Thì mình nói anh, mình phải thấy người ta hơn mình, thì mình phải phấn khởi cho người ta. Sau đó mình học hỏi người ta. Già đến chết được xuống lỗ chưa thằng nào khôn cả. Đừng có nói thằng nào khôn, thằng nào ngu hết, thằng nào dại cả, đến lúc chết lỗ vẫn thế thôi. Thế nên mình sống ở đời là gì, thấy anh em hơn mình phải mừng cho anh em, sau đó mình gần anh em, mình sống tư cách anh em, nó mới bảo ban cho mình, dạy không phải dạy bảo ban mình và đưa mình lên. Đấy mới là con người chuẩn. Chứ thấy người ta có miếng cơm xong cứ rực lên, hiểu không? Để giải quyết cái gì? Bây giờ xin người ta không cho, đúng không? Vay người ta không cho vay. Con người không có tư cách thì
có đi vay đi ngửa tay đi người ta không bao giờ chấp nhận. Nhưng con người mà đã có tư cách thì tự cái gì đem đến cũng, tôi nói thật đến giờ phút này tôi nữa, tôi chả hay ho gì cả, tôi đi về xong chẳng còn là gì cả. Nhưng có để được ngày bán hàng ngày nay là cũng mình đấy, là do cái ý thức và những cái con người của mình sống thôi, chả cần phải vốn liếng gì cả, anh em tự đem đến cho mình bán. Ok, bán làm sao mình bán làm sao, mình không